Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, dựa trên những nghiên cứu chuyên sâu kết hợp với kiến thức thực tế về tử vi ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974 năm Mạng. Tuổi này thường làm việc nhiệt tình, có hoài bão lớn, thực sự cầu thị tiến bộ, khẳng khái, quyết đoán, dũng cảm, dám làm việc nghĩa giúp đỡ người khác với lòng bác ái, quảng đại. Họ có ý thức độc lập, mạnh mẽ và mong muốn người khác lãnh đạo mình. Vâng, và để hiểu rõ hơn về vận trình năm Mạng tuổi 1974, mời tất cả quý vị chúng ta cùng với chúng tôi theo dõi bài phân tích sau đây. Gia chủ Giáp Dần, sinh năm 1974, năm Mạng, có cung mệnh thuộc cung Khôn trực khai, mạng đại khê thủy, nước khe lớn, khắc sơn hạ hỏa, con nhà hắc đế phú quý, xương con cọp, tướng tinh con trâu, ông quan đế độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm cuộc đời năm Mạng Giáp Dần, sinh năm 1974 qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng Giáp Dần, đại khê mạng thủy, nước sông chảy hoài, số tuổi lúc nhỏ gian nan, có lúc bệnh tật khóc hoài khó nuôi, lớn lên làm có của, có kho, có rồi lại hết sớm đầy tối vơi. Số này phải chọn phương xa, lập nên cơ nghiệp vậy mới yên cửa nhà, nhân duyên chắc trở bùi đầu, về sau mới được an hòa gia môn, trung vận, phát đạt giàu sang, cũng nhờ hồng phước của trời ban cho, nhưng nhà chẳng đặng yên vui, trở về vận cuối gia môn đắc thành. Tổng quan, cuộc đời của người Giáp Dần thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, giúp đỡ mỗi khi khó khăn hoạn nạn. Tuổi thơ dù không được sung sướng đủ đầy như những người khác, nhưng cũng không phải chịu khó khăn vất vả. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp, tuổi Giáp Dần có mối quan hệ xã hội rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu quý, kính nể. Họ có thể dễ dàng đạt được thành công mà không phải trải qua những gian nan thử thách. Tình duyên, năm Mạng tuổi Giáp Dần là người có cung tình duyên may mắn, thuận lợi, dù được nhiều người theo đuổi, để ý. Tuy nhiên họ ít khi rung động trước bất kỳ người nào. Đối với Giáp Dần, tình yêu đích thực phải dựa trên sự gắn bó, tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Gia đạo công danh, tuổi Giáp Dần dễ nổi nóng và khó kiềm chế được cảm xúc, suy nghĩ hành động của mình. Bởi vậy gia đình đôi lúc diễn ra mâu thuẫn với anh chị em, họ hàng. Tuy nhiên, họ là người thích ngay thẳng, bộc trực, có sao nói vậy, không biết nịnh bợ lấy lòng mọi người. Từ khi còn nhỏ, năm Mạng tuổi Giáp Dần đã ham học hỏi, thông minh và sắc sảo. Cuộc sống khốn khó nên họ sớm ý thức được tầm quan trọng của tiền bạc, vật chất. Càng trưởng thành, ý chí quyết tâm xây dựng sự nghiệp lại càng lớn hơn. Để tăng cường vận trình công danh tài lộc, bản mệnh có thể sử dụng vòng tam hợp Dần, Ngọ, Tuất giúp chiêu tài, đóng vận, thu hút quý nhân tương trợ cho mình. Vòng được thiết kế dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não mang lại sự sang trọng cho người sử dụng. Hơn nữa, trên ba viên mã não này còn có khắc hình ba linh vật Dần, Ngọ, Tuất giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân tương trợ cho người đeo, giúp vận trình cuộc sống và công việc luôn được thuận lợi, hanh thông, tài lộc dồi dào, gia đạo hòa thuận, yên vui. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý gia chủ hữu duyên, hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân mình. Tuổi hợp làm ăn, tuổi Giáp Dần nên hợp tác làm ăn với các tuổi Mậu Ngọ, Quý Hợi, Giáp Dần, Canh Thân để công việc làm ăn tiến triển thuận lợi và đạt hiệu quả cao. Mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp cho bạn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống của mình. Lựa chọn vợ chồng. Kết hôn với các tuổi Canh Thân, Quý Hợi, Tân Hợi, Nhâm Tý, Mậu Ngọ, Giáp Dần, thuận vợ thuận chồng, cuộc sống giàu sang, sung sướng, không lo thiếu thốn. Kết hôn với các tuổi Canh Tuất, Bính Tuất, Giáp Tý, gia đình hòa thuận, vợ chồng thủy chung son sắt, cuộc sống không mấy dư giả nhưng đời sống tình cảm phong phú, lãng mạn và có nhiều niềm vui. Kết hôn với tuổi Kỷ Mùi, Quý Sửu, mối quan hệ này đôi lúc sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã. Tuy nhiên chỉ cần cả hai nhường nhịn, đặt mình vào vị trí của nhau để lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn thì sẽ nhanh chóng vượt qua được khó khăn. Trong cuộc đời, năm Mạng tuổi Giáp Dần ở độ tuổi 20, 24, 26, 32, 38, 44 tuổi kém may mắn, không nên tiến hành những chuyện quan trọng như ăn hỏi, cưới xin. Lựa chọn thời gian độ tuổi thích hợp sẽ giúp cuộc sống hôn nhân sau này của bạn thuận lợi, suôn sẻ. Tuổi Giáp Dần, sinh tháng 2, 3, 4, 8, 9, 12 âm lịch, có số đào hoa, được nhiều người theo đuổi, âm thầm. Tuy nhiên, họ là những người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, một khi yêu ai sẽ hết lòng thủy chung. Tuổi Đại Kỵ,
Chọn tuổi phù hợp trong làm ăn hay kết duyên giúp chúng ta tăng thêm may mắn cho bản thân mình. Năm mạng tuổi Giáp Dần không nên kết hợp với tuổi Tân Dậu, Kỷ Dậu, Kỷ Tỵ, Ất Mão, Đinh Tỵ, bởi đó là những tuổi đại kỵ, không phù hợp kết duyên hay hợp tác làm ăn. Năm khó khăn nhất trong cuộc đời, ở độ tuổi 25, 28, 34, 38, 42 tuổi, năm mạng Giáp Dần cần đề phòng đau ốm bệnh tật, đường tài vận không mấy thuận lợi, không nên làm ăn đầu tư lớn ở giai đoạn này. Bản mệnh có thể sử dụng pháp khí phong thủy để hỗ trợ vận trình cho mình. Sử dụng bát bảo tâm kinh, vật phẩm chiêu tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật được các thầy phong thủy khuyên dùng. Vật phẩm mang ý nghĩa Phật pháp to lớn, được chế tác từ bạc S999, mặt trước là biểu tượng bát bảo của nhà Phật, mặt sau khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm này bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho mọi việc suôn sẻ, thuận buồm, sức khỏe an khang. Có vận hạn đau ốm sẽ được giảm nhẹ, tai qua, nạn khỏi. Hơn nữa, vật phẩm cũng được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng trước khi đến tay của gia chủ, nên sẽ phát huy công năng tốt nhất, giúp sở cầu mong muốn của gia chủ ứng nghiệm thành công. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, tuổi Giáp Dần là những người cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì trong công việc, không có bất kỳ khó khăn nào khuất phục được họ. Tuy nhiên, để công việc diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, những người tuổi này nên xuất hành vào giờ lẻ, tháng lẻ, diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, tuổi 20 bắt đầu lập nghiệp. Ban đầu sẽ có chút khó khăn, nhưng càng về sau công việc càng thuận lợi, phát triển. Cung tình duyên, may mắn, gặp được người tâm đầu ý hợp. Năm 21 tuổi, tài lộc có phần giảm sút, cần chú trọng tập trung vào công việc nhiều hơn. Đầu năm 22, 23 tuổi, có nhiều niềm vui, nhưng cuối năm đề phòng có kẻ xấu hãm hại. Năm 24 tuổi, 25 tuổi, duy trì công việc ở mức bình ổn. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, ở độ tuổi 26, công việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ, được mọi người yêu quý, tin tưởng. Từ năm 27 tuổi đến 30 tuổi, cần phải có những bước đi cẩn thận, chắc hơn trong sự nghiệp. Những năm này tài lộc ở mức trung bình, không tốt cũng không xấu, nhưng nên tránh làm ăn hấp tấp, vội vàng, nếu không dễ vấp phải thất bại. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, ở độ tuổi 31 có nhiều may mắn, thuận lợi, nếu đầu tư kinh doanh nhất định sẽ đạt được thành công lớn. 32, 33 tuổi, hạn chế đi xa, đề phòng mất mát tài sản. 34, 35 tuổi, công việc thuận lợi, tình duyên may mắn, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi, 37 tuổi, năm mạng Giáp Dần, công danh, thành toại, vạn sự như ý, làm việc gì cũng được kết quả cao. Những bước sang năm 38, 39, 40 thì cần phải đề phòng những vấn đề sức khỏe, bệnh tình không nguy hiểm nhưng cũng không nên chủ quan. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, từ 41 đến 43, đường tài vận có phần kém may mắn, làm ăn duy trì ở mức ổn định. Năm 44, 45 tuổi, làm gì cũng phải thận trọng, suy nghĩ, tính toán kỹ lưỡng, không nên nóng vội nếu không sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, 46 đến 49 tuổi, tài lộc bình thường, công việc làm ăn không gặp khó khăn nhưng cũng không phát triển được như trước kia. Những năm này không nên đầu tư làm ăn lớn vào những lĩnh vực không am hiểu. Đến năm 50 tuổi, sự nghiệp dần dần lấy lại phong độ. Từ 51 đến 60 tuổi, sự nghiệp vững chắc, ổn định, những khó khăn gian khổ đã đi qua và đây chính là lúc hưởng thành quả lao động vất vả của mình, tình duyên thuận lợi, gia đình hòa thuận, êm ấm. Xem tử vi chọn đời là cách để chúng ta biết được vận trình cuộc đời của bản thân sẽ ra sao. Nhờ vậy mà mỗi người sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai sắp tới. Tuy nhiên, bạn cũng nên nhớ rằng những luận giải này chỉ mang tính chất tương đối. Bạn không nên quá bi quan, chán nản nếu như mà vận mệnh của bản thân thực sự không thuận lợi theo như lời giải đoán. Bởi như chúng ta vẫn hay nói với nhau, đó là đức năng thì sẽ thắng số năng, đúng không ạ? Đương nhiên, sống tích cực sẽ có được kết quả tích cực.